để phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và trung học phổ thông quốc gia cho học sinh và đảm bảo quyền lợi cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước công dân. Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai các đợt cao điểm cấp căn cước công dân cho học sinh các trường trên địa bàn theo hình thức lưu động, trực tiếp nhận và làm thủ tục cấp căn cước công dân ngay tại trường học, ghi nhận tại quận Ngũ Hành Sơn. Đây là đợt cấp căn cước công dân lưu động thứ 3 được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn. Công an quận đã phối hợp với nhà trường lập danh sách để nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho các em học sinh, ưu tiên cho học sinh lớp khối 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Đến thời điểm hiện tại, gần 98% học sinh tại trường đã làm thủ tục cấp căn cước công dân. Nếu mà làm ở phường là kiểu như là bọn em phải đợi đến trưa hoặc là có thể là đến chiều hoặc là đến tối. Còn làm ở bên trường là tất nhiên phải ưu tiên học sinh những bạn mà cắn học buổi sáng và buổi chiều là đó, mấy chú sẽ làm trước cho các bạn học sinh đi học trước rồi tiếp tục với các bạn sau. Nên sẽ tiết kiệm được thời gian cho bọn em hơn. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, không ảnh hưởng đến việc học của các em, công an các quận huyện đã phối hợp với nhà trường chọn thời gian phù hợp thực hiện các thủ tục ngay tại trường. Việc cấp căn cước công dân được làm theo hình thức cuốn chiếu theo từng lớp. Những cái trường hợp mà nó không thể cấp căn cước công dân thì công an đội quản lý hành chính sẽ phối hợp với công an cấp phường nơi thường trú của mấy em để tiến hành làm sạch cái dữ liệu để trong thời gian sớm nhất để mấy em được cấp căn cước công dân. Tại Đà Nẵng, việc cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh chuẩn bị dự thi hai kỳ thi chuyển cấp sắp tới đã được hoàn thành trước ngày 10 tháng 5. Hiện tất cả học sinh trong độ tuổi sinh năm 2004 và 2007 đã làm thủ tục cấp căn cước công dân. Công an các quận huyện đang phối hợp với các trường trên địa bàn khẩn trương rà soát danh sách và tiếp tục cấp căn cước công dân cho những trường hợp còn lại.